Sau vụ việc hai thiếu niên bị đánh tại trường học quận 10 và trước tình trạng bạo lực học đường, bạo lực trong học sinh liên tục diễn ra trong thời gian gần đây trên cả nước, Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM vừa yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống bạo lực học đường tại cơ sở giáo dục. Các trường học cần phải thường xuyên tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường cho học sinh sinh viên, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, học sinh sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đồng thời có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đúng quy định đối với học sinh sinh viên, cán bộ nhân viên, giáo viên vi phạm quy tắc ứng xử của nhà trường. Đồng thời Sở cũng yêu cầu các trường cần có liên kết chặt chẽ với công an địa phương để cùng phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các trường học.